Thưa các anh chị thân mến, khán giả gọi là yêu thương các anh chị mà gửi thư về chương trình, bắt chương trình phải tặng những phần thưởng có giá trị. Ồ, có hôm nay có phần thưởng thần. Nếu các anh chị không nhận thì chúng tôi sẽ không tặng. À, đó là bằng khen hay là hiện vật hay là... Tất cả đều là hiện kim. Hiện kim luôn? Hiện kim hả? Trời ơi. Công nhận chương trình này ưu ái quá. Và chương trình này giàu. Ủa, em mới tới em có làm gì đâu mà em cũng được tặng quà. Cái phần quà đó để cho Di trong số này phải nổi bật. Phải cố gắng hết sức. Và đây là những phần quà từ chương trình, xin mời. Cảm ơn em. Thưa quý chị, đây phần thưởng của Thúy Ngân, nghệ sĩ bị sưng răng lâu năm nhất. Thật là vinh dự quá đi thôi. Cái giải thưởng gì lạ vậy? Đây, màu xanh này đó. Sao tự nhiên mới vô mà có màu chặt chém kinh dị vậy trời. Anh nói cho Ngân nghe nè, cái phần thưởng này chỉ là cái phần gọi là khích lệ thôi, còn cái phần hiện vật nó nằm ở phía sau. Đúng vậy. Chưa, đừng có buồn. Harry Won, nghệ sĩ nói tiếng Việt sành sỏi nhất. Đây là một lời khen nặng hợp lý. Đây nên tặng cuốn tiếng Việt tập 1 về học. Rồi phải học từ tập 1. Cái này là cà khịa luôn. Cái này là cái cà khịa một cách rất là dễ thương nghe. Hiện vật một chút mình nhận sao? À dạ dạ. Đây, Lâm Vĩ Dạ, nghệ sĩ có số lần cầm nhầm nhiều nhất. Ủa sao cái bảng em nhỏ vậy? Rồi sao tánh kỳ vậy, cầm nhầm đồ người ta hả anh? Thích màu gì? Thích màu gì? Em hả? Màu em thích thì đã trao cho Thúy Ngân rồi. Đây thôi, em cho chị. Thôi em mà em người Huế em thích màu tím cho nó mộng mơ. Đúng vậy, màu tím liệm. Dạ cảm ơn anh trai. Harry Won hồi nãy chưa đưa, thích màu gì? Em màu đỏ anh. Màu đỏ. Các bạn có quà như vậy là rất là vui. Vậy là vui lắm rồi ha. Nghệ sĩ Kim Tử Long, nghệ sĩ có bề dày lịch sử An Giang lâu năm nhất. Trời ơi. Sao mà An Giang dữ hả? Ủa, cái này là phần thưởng hay là cà khịa, cà khịa là sỉ dục đơn cải cải tội vậy. Phần thưởng anh, đây còn hai màu, chắc chắn màu này là phải của Thanh Duy rồi. Ôi. Đây màu cam là dành cho anh. Cam có nghĩa là gì? Mình lớn tuổi nhất trong chương trình, cam chịu. Cam chịu. Cam chịu. Bao nhiêu tội lỗi. Còn em được giải gì vậy anh? Không đây, tin Thanh Duy. Quá. Nghệ sĩ mầm non mới lú lấp loe lấp ló lấp la lấp lánh chuẩn bị trồi lên và đầy triển vọng. Đây. Dài dữ, giải thưởng dài dữ. Màu hồng, đặc biệt thêm cái nữa. Màu hồng phải đi với xương rồng. Ôi. Các anh chị có ý kiến gì về những phần thưởng này không? Em có ý kiến, sao ai cũng có giải thưởng mà anh Giang không có. Anh phải có giải thưởng là nghệ sĩ cà khịa nhất năm. Anh có một câu thơ dành cho anh rất là hay. Mời. Cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều chút thì vui rất nhiều. Cô bé dễ thương kìa. Em nghĩ là cái chậu xương rồng này là đặc cách riêng cho anh Giang á. Anh hay đâm người này chọt người kia cho người ta đau đớn á. Anh hay đem đau đớn đó cho khách mời lắm anh Giang à. Nhất là những cái vòng cuối cùng mà chọn số đó. Đôi khi mà mọi người đã đưa ra kết quả, anh hay lật qua lật lại để cho mọi người sai lắm. Sao chị lại cướp trên vàng nước như vậy? Người ta đã trao vô trong tay của em rồi mà còn lấy ngược lại. Bây giờ thưa quý vị là trải qua nhiều số rồi. Bây giờ mình sẽ có những câu nói gửi đến quý vị khán giả. Có thể là tính chất hài hước, có thể là tính chất thơ ca, có thể là tính chất gọi là vui vẻ. Đó, thì mỗi người một câu. Chú đây cà khịa đi, nãy là sao câu của Thanh Duy tới câu của em. Cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều chút thì vui rất nhiều. Vô. Cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều chút thì về chơi một mình ha. Rồi, rồi tới Thúy Ngân. Em sẽ không nói đáp tiếp câu đó, em có một câu của em. Câu của em nha, rồi quý vị tập trung. Em sẽ khuyên khán giả, thanh xuân như một tách trà, suốt ngày ăn giọng mất bà cái eo. Rồi chúng ta đến với anh Kim Tử Long. Anh cầm cái bảng này anh buồn ngồi quá. Sao buồn ngồi xúc động? Sao vậy? Sao vậy anh? Nữa là mặc tội nữa. Anh giống bị tội phạm quá. Đâu có. Cái này là ăn gian này. Đây em xin phép em cầm. Ăn gian này là cái chữ ăn gian viết thường nhưng mà bỏ trong ngoặc kép, có nghĩa là gì? Dễ thương. Đó. Cái điều người ta sẽ nhớ mãi. Đó. Ăn gian này là ăn gian hài hước, ăn gian vui vẻ, ăn gian mang về tiếng cười cho mọi người. Ai là số 1 thì hay mong rằng sẽ có mùa 2 tôi ngồi. Hay quá. Hay. Còn riêng Harry Won thì không rành tiếng Việt. Dạ em không rành tiếng Việt, em phải học tiếng Việt số 1 trước đã. Rồi bây thì giờ em có thể em nói một câu tiếng Hàn cũng được. Đúng mà. Vậy. Rồi sau đó em tự dịch luôn. Ê, tại tiếng Hàn Quốc nó cũng không có chơi mấy cái câu vậy. Không cần thơ, mình nói câu thật lòng thôi.
여러분 사랑합니다 뿅뿅. Oh, là cái gì em? Chào mọi người, ai là số 1 tuyệt vời. Có một sự im lặng nhẹ. Với lại gì? Là hả? Xin chào các bạn, mình yêu các bạn rất nhiều. Pyong pyong là gửi trái tim á. Chứ không có dính dáng gì tới ai là số 1 trơn hả? Em đang nói với khán giả, quý vị khán giả đang xem chương trình Ai là số 1 mà. Nhưng mà em phải có chữ Ai là số 1 tiếng Hàn Quốc. Thí dụ tiếng Mỹ gọi là Who number one. Thì tiếng Hàn Quốc là cái gì? 최고는 누구십니까? Hả? 최고는 누구인? 아, 최고는 도초콘. Các bạn nhảy cũng đẹp đó, cũng được, chứ cũng chưa xuất sắc lắm. Cái gì anh? Khó mà nhảy thường hả? Trời trời, anh sẽ mời ra đây một cái cặp nhảy đỉnh. Trời. Trong chương trình của chúng ta có những bậc thầy về nhịp. Nhịp biết họ, họ biết nhịp, hai người không biết nhau. Mời nghệ sĩ Thúy Ngân và giáo sư về vũ đạo Dance box karate do, taekwondo Kim Tư Long. Kim Tư Long. Em xin hỏi là hôm nay anh đã uống xong chưa? Cái biểu cảm của anh muốn nói gì vậy? Y học dân tộc khiêu vũ quốc tế. Mặc cái quần măng nó dài là biết chủ sư rồi. Trước khi mà tôi sẽ thực hiện những bước nhảy hoàng vũ cho hai bạn xem, tôi có đôi lời cùng hai bạn. Hai bạn nhảy vừa rồi một cái giai điệu. Giai điệu gì vậy? Dance box rất chắc nhưng rất dẻo dai, rất là mềm mại. Bộ nào ra bộ đó. Bộ là bên cải lương nha. Thôi mình bấm nói mình nhảy đi ha. Bộ nhạc. Rồi, xin cảm ơn. Tôi chưa bao giờ thấy vận động viên nào nhảy cái môn này mà có cái bộ cái lưng. Đó là một cái kết hợp giữa dân gian và hiện đại. Anh là kết hợp giữa dance sport và sân khấu cái lưng. Khi làm chúng ta nhảy. Đó. Thôi tôi mời cặp đôi về nghỉ ngơi để mất công. Về nghỉ để lên sân máu á, hiểu không? Anh Giang thiệt, nếu mà mai mốt đi thi đấu mà kết hợp hồ quảng thì đồ vô như anh Long là xuất sắc luôn á. Nó có sự dân gian và hiện đại giao thoa với nhau. Đúng rồi anh. Bây giờ xin hỏi trước một điều là mình, nếu mình hỏi về giải thưởng thì chắc chắn sẽ bị lộ đúng không? Mình hỏi lại một câu đầu tiên thôi. Giải thưởng đầu tiên nhận được là năm mấy tuổi? Chắc là cách đây phải lâu rồi. Lâu rồi, đó, trả lời vậy là đúng rồi đó, chính xác rồi đó. Đây. Cho chị hỏi nè, em học dance sport từ mấy tuổi? Em học dance sport từ năm em 9 tuổi ạ. Em ơi, những cái cuộc thi dance sport từ trong nước và quốc tế mà em từng tham gia là gì, có thể liệt kê cho tụi anh chị được biết được không? Nói chung là em cũng đi nhiều lắm ạ. Đôi chân vàng phường 7 quận Phú Nhuận nè. À, những bước chân thầm lặng ở phường 9 quận 6 nè. Wow. Nói chung là khắp nơi trên Việt Nam em đi hết. Anh muốn hỏi em một điều nè. Nếu như anh đoán không lầm thì anh đã nhìn em và anh đã xem em trên mạng rồi. Xem rồi, em xem cũng rồi. Xem rồi. Và anh muốn hỏi em một điều, em biết Khánh Thi không? Em có. À, Khánh Thi, em có cái mối liên quan gì với Khánh Thi không? Đệ tử rồi. Ngày trước thì là em có là học trò của Khánh Thi. Là cũ. À, là có học với chị Thi. Em ơi, em đi bao nhiêu nước để mà dự thi rồi? Nói chung là cũng nhiều lắm ạ. Chị hỏi thế thì em không nhớ đâu. Trả lời chung chung quá ha. Đúng rồi. Trả lời gì mà trả lời biết thì làm sao mà lại đoán được. Thưa quý vị, các anh chị và các bạn thân mến, nhìn vào cái cặp chân hồi nãy nhảy là biết cái trình độ cỡ nào. À, anh muốn hỏi em một câu nữa. Là hiện thời bây giờ đó, cái giá trị mà giải thưởng của em anh nghĩ rằng rất là nhiều. Nhưng mà cái giải thưởng nào mà em cảm thấy rằng em hãnh diện nhất,
ấn tượng nhất trong cuộc đời của em, đó là giải thưởng gì? Ấn tượng nhất thì chắc là vô địch quốc gia. Vô địch quốc gia năm bao nhiêu em? Năm bao nhiêu vậy em? Năm ngoái ạ. Năm ngoái. Em ơi, nhưng mà cho chị hỏi này, tại vì chị không có rành về cái này á, cho nên chị muốn hỏi là bên Việt Nam có tổ chức về thi cái này nhiều không? Có, rất là nhiều ạ. Khoảng chừng bao nhiêu cái à? Chị nghĩ thì khoảng chừng 2-3 cái thôi. Ủa, cái mặt chị diễn xuất dễ sợ. Chắc là 3-4 cái đấy chứ ạ. 3-4 cái cho một năm á em, hay là một năm một năm sẽ có 3-4 giải hả? Tức là trong nhà nước tổ chức thì sẽ là 3-4 giải. Ở đâu là có thể là giải mở. Em ơi, thường thì học bao lâu mình có thể đi thi đấu được ha? Nếu mà để đi thi đấu được thì chắc là một vài năm ạ. Nhìn là biết em nó đẳng cấp cỡ nào rồi. Con số mới là tới hàng chục, chứ nói gì vài cái.